Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Ninh Bình, vốn nổi tiếng về chăn nuôi dê. Vậy nhưng anh Đỗ Văn Chi ở thôn 12 xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp lại mạnh dạn chọn hươu là vật nuôi chủ lực để khởi nghiệp. Ban đầu do nguồn vốn eo hẹp nên gia đình chỉ có thể mua được một con và tích lũy dần. Theo anh Chi, chăn nuôi hươu không yêu cầu quá cao về kỹ thuật, thức ăn chủ yếu là lá cây và cỏ. Tuy vậy, yếu tố chuồng trại cũng cần đặc biệt quan tâm. Gia đình tôi là có làm một cái khu chăn nuôi là bán hoang dã, vì con hươu này nó cái dòng tự nhiên nó cao nên nó thích được những cái bãi thả, thì nó sẽ cho con hươu nai này phát triển tốt hơn, khỏe mạnh hơn. Cùng một diện tích như này, tôi thấy chăn nuôi con hươu thì nó lợi nhuận rất cao, con dê thì nó bệnh tật nhiều mà nó cần bãi thả rộng hơn. Trang trại của anh Chi được chia ra làm 5 khu nuôi trên diện tích hơn 1 hecta, có tổng đàn hươu là 70 con, trong đó 30 con cho nhung. Bình quân mỗi năm, một con hươu sẽ cho khoảng 1 kg nhung, với giá bán trung bình từ 16 đến 17 triệu đồng trên 1 kg. Không chỉ khai thác nhung hay hươu thịt, anh Chi cũng đã có thể tự nhân giống và cung cấp cho bà con trong cũng như ngoài tỉnh với giá bán hơn 30 triệu đồng một cặp. Trang trại tôi thì cái nhung hươu ấy, nhung hươu nhung nai thì chủ yếu là bà con các nơi là được sự anh em bạn bè giới thiệu nên cũng đặt trang trại là đến đâu là cũng thu mua hết đấy cho trang trại. Mà đến giờ là trang trại chưa đáp ứng đủ nhu cầu của bà con. Như trại tôi thì năm vừa rồi là được gần 3 yến nhung. Còn cao thì mình tùy thuộc vào lượng khách hàng đặt để mình nấu cho khách hàng. Con giống thì trại tôi là năm vừa rồi đấy, trại tôi là xuất được hơn 30 con. Con giống ra thị trường mà giờ cuối năm còn xuất nữa. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Bình, trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 2.400 con hươu được nuôi tập trung tại các xã Cúc Phương, Kỳ Phú, Phú Long, huyện Nho Quan và Đông Sơn, thành phố Tam Điệp. Đây cũng được xác định là một trong những con nuôi đặc sản sẽ được phát triển tại Ninh Bình trong thời gian tới. Qua cái việc sản xuất thực tế thì chúng tôi cũng đã phối hợp với lại các đơn vị liên quan để tăng cường đẩy mạnh cái công tác xúc tiến thương mại, nhất là các cái sản phẩm từ thịt hươu, giống hươu, nhung hươu, và đặc biệt là tỉnh cũng đang có các cái cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng các cái sản phẩm OCOP như là nhung hươu rồi các cái sản phẩm từ hươu để nâng cao cái giá trị và đặc biệt là đẩy mạnh cái việc tiêu thụ trên địa bàn trong tỉnh cũng như là cả nước để kết nối các cái hộ sản xuất với nhau và đặc biệt là các cái nhà cung ứng sản phẩm. Hiệu quả kinh tế từ mô hình con đặc sản như hươu được đánh giá cao hơn so với các con nuôi truyền thống như dê hay bò. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi du lịch Ninh Bình đang phát triển, nhu cầu thưởng thức các món ăn đặc sản, du lịch trải nghiệm, khám phá của du khách ngày càng tăng cao. Đây cũng sẽ là hướng đầu tư mới, phù hợp với nhu cầu của thị trường và mang lại thu nhập cao cho các hộ chăn nuôi.